Triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Ủy ban nhân dân thành phố, đến nay các địa phương đã phối hợp với lực lượng công an triển khai 230 chốt kiểm soát người, phương tiện lưu thông trên các tuyến đường khu dân cư. Tính riêng trong ngày hôm qua, ngày 6 tháng 8, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 1.000 vụ việc với 1.879 người vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch. Trong đó đã xử lý hành chính 21 vụ, xử phạt gần 52 triệu đồng đối với 22 trường hợp với các vi phạm không đeo khẩu trang, ra đường không cần thiết cũng như sử dụng giấy đi đường không đúng quy định. Ngoài ra, thì lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát cũng đã nhắc nhở hơn 1.800 trường hợp.